Xin chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh ô tô cũ Mê Linh. Và kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn đó là một mẫu xe nhỏ bắn bé, xinh xắn và tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ với thời gian. Nó thay cho quý vị và các bạn như một chiếc xe máy SH mà thôi. Và chiếc xe này thì nó mang đến cho quý vị và các bạn một thương hiệu, đó là một thương hiệu của hãng GM. Và chiếc xe này người ta thường hay gọi là chiếc Spark. Để cho quý vị và các bạn thưởng ngoạn, đây là mẫu xe gia đình nhỏ bé đi trong đô thị. Và chiếc xe này nó mang trên thân mình một khối động cơ, đó là máy 1 chấm, là xin lỗi các bạn, là máy 0.8 dung tích xi lanh và động cơ là pha máy. Và xe được trang bị là đầu màn cam lùi cộng với là xe là 5 chỗ ngồi quý vị nhé. Và chiếc xe này hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh. Và với giá bán rất phải chăng, đó là chỉ có 100, à xin lỗi các bạn, là chỉ có 92 triệu các bạn, 92 triệu đồng. Và chiếc xe trên thì đang có để cho quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe. Và bên mình còn nhiều những mẫu xe khác hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh, như là Kia CD5 đã có video. Và tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh như trên thì bên mình có nhiều mẫu xe để cho anh em lựa chọn. Anh em thích xe nào với tầm tiền bé nhỏ xinh xắn thì quý vị và các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0985 723 36 của Sơn Dũng Ô Tô. Và chiếc này là chiếc xe số tự động các bạn nhé. Đây, con này là số tự động, đời thì 2006, số tự động, giá chỉ có nhỉnh hơn trăm tí là các bạn sở hữu một con Daihatsu, xe nội địa của hàng Nhật, Nhật nội địa các bạn nhé. Và xin mời chúng ta trở lại video về con Spark sản xuất năm 2010 này cho quý vị và các bạn. Con này chủ đầy đủ các bạn nhé, rút hồ sơ thoải mái, sang tên thoải mái luôn. Và đây, bạn nào có nhu cầu sử dụng một chiếc xe Daihatsu nhập Nhật các bạn nhé, thì các bạn liên hệ cho mình, số tự động, màn Android to tướng. Và con này chỉ bán với giá là hơn 100 triệu tí các bạn này. Và con này chưa có video các bạn nhé. Nếu bạn nào mua thì cứ liên hệ bên mình, và sau mình sẽ làm video cụ thể cho quý anh chị. Và tiếp đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát tổng thể hình thức bên ngoài của một chiếc xe Spark sản xuất năm 2010, tư nhân chính chủ, để cho quý vị và các bạn thưởng ngoạn chiếc xe này. Thì đây, xin mời các bạn chúng ta sẽ quan sát từ hình thức bên ngoài đấy, bên trong của xe. Trước tiên là chúng ta quan sát hình thức bên ngoài. Với hình thức bên ngoài thì rất là ok và nhỏ nhắn xinh xắn. Đăng kiểm thì tháng 1 năm 2021 các bạn nhé. Đăng kiểm tháng 1 2021 mới hết này. Và thân vỏ màu sơn là màu trắng, thân vỏ đẹp, trắng nhẫy các bạn này. Đấy, rất là ok. Các bạn quan sát đấy, tổng thể là ok luôn. Bạn quan sát với tầm tiền ít tiền như con Spark này thì chúng ta nó như một mẫu xe, gọi là xe máy thôi, giá thì rất là phù hợp để cho anh em lựa chọn ở những cái mẫu xe như này. Thì nó trang bị dung tích xi lanh rất là ít các bạn nhé, nó chỉ 0.8 thôi, nó như là dòng Matiz, như dòng Matiz thôi. Nhưng nó đi thì cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé, nó cũng như con Matiz ở bên trong kìa. Đấy, và nó tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Và đây thì xin mời các bạn chúng ta quan sát đến keo chỉ của xe. Nội thất. Đấy, các bạn quan sát này. Rất là ok. Màu trắng các bạn. Keo chỉ thì zin rồi, chủ nhân người ta dán xong rong đỏ rong xanh rất là nhiều luôn. Keo cột zin các bạn nhé, các bạn quan sát này. Xe ít tiền như được cái là nó còn giờ nguyên bản keo cột. Vô lăng củ số các bạn này, đồ này nội thất này, đầu màn cam lùi này, trần đấy, trần D 3D nhá các bạn nhá,
Trần 3D này, ghế này, ốc bản đề đinh tán nó còn nguyên này. Đây các bạn quan sát này. Đây, xin mời các bạn cảnh quan sát cánh trước này. Rất là ok. Đó, các bạn quan sát này, đồ nhựa ở ghế của nó rất đẹp luôn. Qua đây về chúng ta mua thì chọn đổ sang chạy thôi, nó giá tiền nó êm, nó phù hợp các bạn nhé. Đời 2010 90 tí chúng ta sở hữu ngay một con xà bắc thay xe máy. Anh chị nào quan tâm có khóa khiển, theo khóa khiển các bạn đầy đủ các bạn nhé. Và nó được trang bị là gạt mưa sau này. Đây, nó cái giá đồ thì nó vẫn còn các bạn nhé, còn cả giá đồ này. Cốp con này thì cốp nó theo xe, nó hơi sần sần thôi, nó không bị mục lát các bạn nhé. Có kích cái tay mở rồi là lốp dự phòng đầy đủ này các bạn này. Đấy, rất là khỏe. Con này anh em về chở đồ đi làm rất là ok luôn, giá tiền rất phù hợp, chỉ có mấy chục triệu chúng ta sở hữu ngay con xà bắc sản xuất này. Đấy, vì nó cũ cũ theo thời gian thôi các bạn nhé, như nó keo chỉ zin đấy. Dòng này được trang bị là cả đèn phanh trên cao các bạn này, gương kính chỉnh điện. Đây, mình sẽ lổ máy và sẽ phần nội thất để cho các bạn xem này. Đấy, máy êm, điều hòa mát các bạn này, điều hòa mát lạnh này. Nội thất của xe thì các bạn quan sát này. Đấy, vô lăng củ số này, rất ok. Các bạn mua về chắc chả phải làm gì đâu, nhưng dòng ít tiền này, cơ bản nó cũng người ta đi từ trước nay, nếu mà từ đời 2010 bên người ta ra tư nhân lâu rồi là đi nó rất là cứng cáp các bạn nhé, rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất ok. Xin mời các bạn chúng ta quan sát được máy này, máy của xe này. Phần gương kính điện các bạn nhé, rất ok. Cái hoạt động ok không các bạn này. Tuyệt vời rồi. Với tầm tiền như chiếc xe máy thôi, nhưng mà nó được như vậy là bảo vệ chúng ta rất là tốt. Thứ nhất là an toàn khi di chuyển, không mưa, không nắng ở đâu, và điều hòa mát
những lúc nào cần lạnh thì chúng ta cho lạnh, lúc nào cần nóng ta cho nóng. Thì đấy là một yếu tố của ô tô, nó khác với xe máy. Với xe máy thì bây giờ là công nghệ xe máy đi thì là rất sướng, với con SH là 350i nó vừa ra thì tiền thì nó rất là nhiều hơn cả con sở bắc hay cơ các bạn ạ, nó 200 mấy cơ, gần 300 triệu con SH đấy. Và SH 150 hiện form cũ đời cũ thì nó cũng rơi vào tầm là 130 triệu là khi đăng ký xong là xe mới. Con này thì chúng ta thay xe máy SH thì chúng ta, các bạn dù có đi là các bạn nhé, dù các bạn có đi chán các bạn bán con này thì mình cho là các bạn bán độ 75 cho đến 80 triệu đi thì nó lỗ không đáng bao nhiêu các bạn nhé, không đáng bao nhiêu. Và cái an toàn mình cần nhất ở chiếc ô tô đó là nó bảo vệ chính là mình, nó bảo vệ chính là mình. Thứ nhất, nếu chúng ta có xảy ra trường hợp xấu, chúng ta ngồi trong xe chúng ta đi là đi nó có tai nạn đi, nó đâm đằng trước đằng sau thì nó trổ chạm nhẹ bình thường thì chúng ta không làm sao cả. Nếu mà chúng ta đi xe máy, kể cả chúng ta đi chiếc SH 150 hay là 350, 250 đi nữa thì nếu xảy ra trường hợp tai nạn thì cũng là rất là khó lường. Đấy, có thể chúng ta đập đầu đất nhưng mà chúng ta chết, chúng ta tai nạn mất đi được hết các bạn ạ. Và chúng ta lấy chiếc xe này, đó là một cái tài sản và chiếc phương tiện để bảo vệ chính chúng ta các bạn nhé. Và các bạn lên sử dụng những chiếc xe để đi khi chúng ta đưa gia đình đi đâu. Và quan trọng là chúng ta phải lái thành thạo các bạn nhé. Nếu các bạn chúng ta không lái thành thạo thì đó chính là một con dao hai lưỡi. Quan trọng các bạn phải sử dụng xe, thao tác một cách nhuần nhuyễn, thành thạo, an toàn, lái tốt rồi thì các bạn hãy đưa gia đình đi. Đấy là mình khuyên các bạn như vậy. Còn nếu chúng ta đã ngồi đưa gia đình ngồi trên cả một chiếc xe mà không thành thạo thì cũng là một vấn đề rất là nguy hiểm để cho chúng ta. Rất là nguy hiểm luôn, thì đó cả một gia đình nằm trên chính tay lái của các bạn. Đây các bạn này, với chiếc này thì nội thất thì các bạn quan sát này, máy thì êm rồi đúng không ạ, với tầm tiền rất là êm. Nếu bạn nào mua thì có thể thương lượng một chút các bạn nhé, giá trên có thể thương lượng cho các bạn một chút. Vì xe thì xe nó bán là cái chất xe, bán theo giá của trị của xe, cho nên bên mình bán tầm tiền nào xe đấy các bạn ạ. Con này được cái đôi đèn zin các bạn này, đèn xịn của xe này. Đấy, đèn xịn. Con này đôi đèn này lon thế thôi nhưng nó đèn xịn. Đèn xịn này đi thì nó rất chuẩn các bạn ạ. Korea này, rất ok. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như trên kênh ô tô cũ Mê Linh đã giới thiệu chi tiết cụ thể về con Spark sản xuất năm 2010 cho quý anh chị và các bạn có nhu cầu sở hữu một chiếc xe vừa phải, nhỏ bé và xinh xắn thì quý vị và các bạn cứ liên hệ với Xuân Dũng Ô Tô tại cửa hàng ô tô cũ Mê Linh tại xã Kim Trung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bạn nhé, tại khu công nghiệp Bắc Thọ Long, xã Kim Trung, thành phố Hà Nội, và ghi là số điện thoại của mình vào đây. Thì quý vị nào có nhu cầu sở hữu những chiếc xe bé bé, xinh xinh thì quý vị cứ alo. Và con này số tự động với giá rất là phù hợp. Con này là bản nó cao, bản xe nhập, nó hai thu khí các bạn nhé. Hai thu khí. Con này xe đang lổ êm thế. Đấy. Bản hai thu khí các bạn nhé. Màn hình Android to tướng. Thì các bạn mua con này. Trang bị là số tự động. Chị em đi, đưa các cháu đi chợ cũng được. Lên đèn bi ước đầy đủ hết này. Và bên trong này thì có một số mẫu xe, ví dụ các bạn có thể quan sát như là Matiz, xe đẹp đời 2007 đấy, Ghét đời 2009 bản đủ các bạn nhé. Đây là Hyundai Ghét bản đủ đời 2009, xe đẹp không lỗi. Và đây thì còn một số mẫu xe khác để cho quý vị và các bạn xem này, rất là ok. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, và xin cảm ơn toàn bộ quý vị và các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc cho quý vị và các bạn
một sức khỏe dồi dào. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.